mến chào quý cô chú, bác anh chị đã đến với kênh LTK. Hôm nay nhà vườn Ngọc Huyền của em có lên một lô trang gồm tím sen đỏ với lại hai cây một cặp nguyệt quế để bàn nha quý cô chú bác anh chị. Hôm nay em lên là hàng siêu cực phẩm nha, có màu vàng luôn nha quý cô chú bác anh chị. Số điện thoại thân thiện của em là 0947447442. Rất mong được phục vụ quý cô chú bác anh chị trong ngày hôm nay luôn, hàng rất là đẹp luôn nha. Em lên luôn cây số 1. Cao là 90. Màu tím sen nha quý cô chú bác anh chị, siêu hoa luôn nha, lá nhuyễn. Tán ngang là 60. Hoành thân ở vị trí này là 12. Cây số 1 em xin giao lưu với quý cô chú bác anh chị là 450.000, bao gồm cả phí vận chuyển và bao sống cho quý cô chú bác anh chị trong vòng 1 tháng luôn nha. Cây số 2 cao khoảng 60, tán ngang khoảng 60 luôn. Đó, thoát thân rất là cao nha. Rất là đẹp luôn. Hoành thân ở vị trí này là 13. Cây số 2 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Và không quên chân thành cảm ơn quý cô chú bác anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn yêu thương, tin tưởng và ủng hộ bên em, cũng như là rất mong được sự đồng hành của quý cô chú bác anh chị trong thời gian sắp tới luôn. Cây số 3 cao cũng khoảng 60, tán ngang khoảng 60 luôn. Tím sen nha quý cô chú bác anh chị, hàng độc hiếm nha. Hoành thân ở vị trí này là 12. Cây số 3 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 4 cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 65. Đây rất là đều và đặc tàng luôn nha quý cô chú bác anh chị, cây đã cho ra hoa luôn nha. Hoành thân ở vị trí này là 11. Cây số 4 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Tán thông nha. Do nhà vườn của em là tự quay clip nhờ kênh LTK đăng hộ, cho nên là hình ảnh âm thanh có chất lượng có kém, thì quý cô chú bác anh chị mình kết bạn Zalo với em để được gửi hình ảnh được sắc nét hơn nha. Cây số 5 tán dù luôn, cao khoảng 60, tán ngang khoảng 70 luôn. Hoành thân ở vị trí này là 10. Cây số 5 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Cây rất là đẹp nha quý cô chú bác anh chị. Bây giờ có nhiều khách yêu cầu em về lô này để phục vụ, hôm nay mới có để giờ phục vụ cho quý cô chú bác anh chị luôn nha. Cây số 6 cao khoảng 70, tán ngang khoảng 70 luôn. Hoành thân ở vị trí này là 12. Cây số 6 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây rất là đẹp luôn nha quý cô chú bác anh chị, khủng luôn nha. Cây số 7 cao khoảng 70, tán ngang khoảng 70 luôn. Cây được sửa tàn từ nhỏ hết trơn luôn, có dáng rất đẹp, rất là đẹp luôn nha. Và bao khỏe, bao đẹp luôn. Hoành thân ở vị trí này là 15. Cây số 7 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. 500.000 đồng nha. Quý cô chú bác anh chị nào mà mua để bán lại á, thì lấy nguyên lô này là rất là hợp lý luôn nha quý cô chú bác anh chị. Đó, giá cả thì rất là phải chăng để mình có đầu ra nha. Cây số 8 cao khoảng 60, tán ngang khoảng 60. Đây tàn thích gịch rất là đẹp luôn. Tổng thân là 14. Cây số 8 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Cây số 9 cao khoảng 70, tán ngang khoảng 60 luôn. Dáng hơi đổ một xíu nha. Hoành thân ở vị trí này là 15. Cây số 9 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây số 10 mặt bàn nha quý cô chú bác anh chị, rất là đẹp nha. Đó, mặt bàn cờ mình ngủ uống trà uống nước đồ luôn nha. Siêu luôn, sửa từ nhỏ luôn nha. Cao khoảng 60, tán ngang khoảng 70, 80 nha. Cái tán ngang là đường kính của cái mặt bàn này nha, là 65. Hoành thân ở vị trí này là 10. Cây số 10 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Đây cũng là một cây mặt bàn nữa luôn. Cây số 11 cao khoảng 60 luôn, tán ngang khoảng 70. Hoành thân ở vị trí này là 13. Cây số 11 em cũng xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 12 thông nha, cao khoảng 75, tán ngang khoảng 70. Hoành thân ở vị trí này là 12. Cây số 12 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng luôn, bao gồm cả phí vận chuyển cho quý cô chú bác anh chị luôn nha.
Dãy số 13. Cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 13 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng nhắn thông, rất là đẹp nha quý cô chú bác anh chị. Đó. Quý cô chú bác anh chị nào xem kênh thấy hay, vui lòng cho em xin một nút đăng ký kênh cũng như chia sẻ, bật nút thông báo để khi mà em có clip mới cái mình cập nhật được sớm nhất á. Cây số 14. Cao khoảng 70, tán ngang khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 13. Cây số 14 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng, màu tím sen lá nhuyễn nha, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Cây số 15, cao khoảng 55, tán ngang khoảng 60. Đàn dù luôn, được sửa dáng từ nhỏ luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 9, gần 10 em lấy 9 thôi. Cây số 15 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng. Rồi, tiếp tục cho một em siêu phẩm mặt bàn nữa luôn nha. Cây số 16, cao khoảng 55, tán ngang khoảng 65 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là gần 10 em lấy 9 luôn. Cái số 16 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Rất là khó để điều chỉnh cái cây mà mặt bàn như thế này luôn nha quý cô chú anh chị. Cái số 17, cao khoảng 60, tán ngang khoảng 55. Hoa ra xum xuê hết rồi nha. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 17 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Có dáng này. Cây số 18, cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 18 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng luôn. Cây số 19, cao khoảng 80, tán ngang khoảng 55. Cây ra nụ hết trơn, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Về là vừa chỗ hoa luôn á. Hoành thăng ở vị trí này là 10. Cây số 19 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 20, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 75. Hoành thăng ở vị trí này là 11. Cây số 20 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 21, cao khoảng 55, tán ngang khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 11. Cây số 21 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng. Cây số 22, cao khoảng 55, tán ngang khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 22 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 23, cao khoảng 65, tán ngang khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 11. Cây số 23 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 24, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 70 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 24 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 25, cây quá đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Siêu đẹp chưa? Cao khoảng 60, tán ngang khoảng 75. Hoành thăng ở vị trí này là 11. Cây số 25 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 26, cao khoảng 60, tán ngang khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 26 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 27, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 10. Cây số 27 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Cây số 28, cao khoảng 80, tán ngang khoảng 65. Cây quá trời khủng quý cô chú anh chị, nó lùng lực luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 14. Cây số 28 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây số 29,
cao khoảng 60, tán ngang khoảng 60 luôn. Vành thang ở vị trí này là 11. Cây số 29 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 30, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 60 luôn. Vành thang ở vị trí này là 12. Cây số 30 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Đây quá đẹp quý cô chú bác chị ơi. Cây số 31, cao khoảng 60, tán ngang khoảng 60 luôn. Vành thang ở vị trí này là 9. Cây số 31 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Cây số 32, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 60. Vành thang ở vị trí này là 13. Cây số 32 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 33, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 75 luôn. Bộ đế quá đẹp nha. Vành thang ở vị trí này là 16. Cây số 33 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 34, lên nữa một cây mặt bàn nữa nha. Cao khoảng 60, tán ngang khoảng 80 luôn. Vành thang ở vị trí này là 10. Cây số 34 có giá là 450.000 đồng luôn. Nhìn cái dáng rất là siêu nha. Cây số 35, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 70 luôn. Vành thang ở vị trí này là 12. Cây số 35 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây số 36, cao khoảng 65, tán ngang khoảng 60 luôn. Vành thang ở vị trí này là 14. Cây số 36 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng một chẵng nha. Cây số 37 cũng là hết tím sen luôn nha quý cô chú bác anh chị. Em có 37 cây thôi. Quý cô chú bác anh chị nào mua số lượng thì em để số lượng luôn. Cao là khoảng 65, tán ngang khoảng 65 70 luôn. Vành thang ở vị trí này là 11. Cái số 37 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Sau đây là em lên đỏ nha. Đỏ siêu phẩm, bỏ em có mười mấy cây thôi nha quý cô chú bác anh chị. Đó, nhanh tay mình nắm bắt quẹo lựa nha. Cái số 38, cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 80. Màu đỏ lá nhuyễn siêu vông luôn nha quý cô chú bác anh chị. Vành thang ở vị trí này là 11. Cây số 38 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 39 nha, một em thông một cốt nha, rất là đẹp luôn, lụng lực luôn. Cao khoảng 70, tán ngang khoảng 60 luôn. Vành thang ở vị trí này là 12. Cây số 39 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Giá mềm cho quý cô chú bác anh chị mà dễ chơi luôn nha. Mùa này là mình mua được giá rẻ đó, rất là nhiều cây luôn nha, thích hợp. Cây số 40, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 70. Vành thang ở vị trí này là 11. Cây số 40 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 41, quá đẹp luôn. Cao khoảng 70, cao khoảng 6-70, tán ngang khoảng 6-70 luôn. Em đo cái thân lớn nha, tại này nó có 3 thân á, giống như một cụm vậy đó. Vành thang ở vị trí này là 7. Thân lớn là 7 nha. Cây số 41 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng. Cây số 42, cao khoảng 65 luôn, tán ngang khoảng 65. Vành thang ở vị trí này là 11. Cây số 42 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 43, cao khoảng 65, tán ngang khoảng 65 luôn. Vành thang ở vị trí này là 12. Cây số 43 em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng chẵng. Cây số 44, cao khoảng 65, tán ngang khoảng 65 luôn. Vành thang ở vị trí này là 12. Cây số 44 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 45, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 75, 80 luôn. Vành thang ở vị trí này là 11. Cây số 45 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 46,
cao khoảng 70, tấn ngang khoảng 75. Rất là lùng lực nha, đế rất khủng nha quý cô chú anh chị. Hoành thang ở vị trí này là 13. Cái số 46 em xin giao lưu với giá là 500 ngàn đồng. Cái số 47, cao khoảng 65 luôn, tấn ngang khoảng 60. Hoành thang ở vị trí này là 12. Cái số 47 em xin giao lưu với giá là 450 ngàn đồng luôn. Cây số 48, cao khoảng 65, tán ngang khoảng 70, đỏ lá nhuyễn siêu hoa nha. Mô Phật, hoành thang ở vị trí này là 10. Cây số 48 em xin giao lưu với giá là 400 ngàn đồng. Cây số 49, cao khoảng 75, tán ngang khoảng 75 luôn. Đây rất là khủng nha. Hoành thang ở vị trí này là 11. Cây số 49 em xin giao lưu với giá là 500 ngàn đồng nha. Cái cho ra hoa rồi rất là xinh luôn. Cây số 50 một em thông nữa luôn. Cao khoảng 75, tán ngang khoảng 70. Cũng là hết đỏ luôn nha quý cô chú bác anh chị, em có mười mấy cây thôi. Hoành thang ở vị trí này là 13. Cây số 50 em xin giao lưu với giá là 500 ngàn đồng luôn, một cặp với cây số 49 luôn. Sau đây em lên một số cây vàng, vàng em có số lượng rất là ít luôn. Có mấy cây thôi. Cây số 51, cao khoảng 60, tán ngang khoảng 65. Hoành thang ở vị trí này là 14. Cây số 51 em xin giao lưu với giá là 450 ngàn đồng luôn. Vàng lung linh nha. Cây số 52, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 75. Hoành thang ở vị trí này là 13. Thông nhẹ nha. Cây số 52 em có giá là 450 ngàn đồng luôn, bao gồm cọc phí vận chuyển tận giường. Cây số 53, một anh thông nữa luôn, cao khoảng 80, tán ngang khoảng 70. Hoành thang ở vị trí này là 14, gần 15 lấy 14 thôi. Cây số 53 em xin giao lưu với giá là 500 ngàn đồng. Cây số 54, cây rất là đều đặc tàng luôn nha, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 65. Lên da me hết rồi nha, rất là đẹp nha. Hoành thang ở vị trí này là 13. Cây số 54 em xin giao lưu với giá là 550 ngàn đồng. Cây lên da me rất là đẹp luôn. Cây số 55 cũng là hết trang nha quý cô chú bác anh chị. Cao khoảng 70, tán ngang khoảng 70 luôn. Thôi cái hoành thang luôn. Hoành thang ở vị trí này là 14. Cây số 55 em xin giao lưu với giá là 500 ngàn đồng luôn. Sau đây em có một cặp nguyệt quế nha. Duy nhất một cặp nguyệt quế để bàn nha quý cô chú bác anh chị. Hoa xinh lung linh luôn nha. Hoa chùm nha, rất là thơm luôn. Úi chù. Đó, em có hai cây duy nhất thôi. Cây một, cây A1. Đó. Cái này mình không có đo nhưng mà để bàn nha quý cô chú bác anh chị. Hàng nguyệt quế nha. Cây A1 em xin giao lưu với giá là 400 ngàn đồng. Em có một cặp duy nhất thôi. Cây A2 cũng 400 luôn. Đó, có một cặp như thế này. Quý cô chú bác anh chị tham khảo nha, đó. Hàng độc lạ nghe, bonsai luôn. Em xin mến chào tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại vào clip sau luôn.